xin chào tất cả mọi người. Em tên là Phan Huỳnh Tú Uyên, em đến từ sàn Nguyễn Chí Thanh. Số báo danh của em là 027. Thật may mắn khi em được tham gia buổi thi ngày hôm nay đã tạo nên một hình ảnh mới, một màu sắc mới cho cuộc thi Duyên Dáng Hân Thịnh năm 2019. Em xin chúc tất cả các bạn thí sinh có một cuộc thi thành công và chương trình thành công tốt đẹp.